Hôm nay là bắt đầu vào chương trình cho vịt ăn nghe. Xin chào hết các bạn nghe. Bây giờ hai con chuẩn bị. Ôi trời ơi, phóng lẹ quá vậy chứ. Ê xà, ê xà, từ từ, sao con phóng lẹ quá vậy. Ê xà, đó bây giờ con vô đây ha. Trời ơi, đó sư phụ chờ, sư phụ mở từ từ nghe con, sư phụ mở từ từ. Ô bé tới rồi, để hết rồi. Nó sợ ngồi đó nghe. Sư phụ mở từ từ nghe. Từ từ. Ê xê xê ơi, con từ từ, con nhanh quá à. Quen rồi sư phụ ơi. Xê xê là quen rồi sư phụ ơi. Xê xê là quen rồi. Ê xà là chưa quen hả con ha. Ê xà chưa quen thôi. Ê xê xê con quen rồi sư phụ ơi. Ê từ từ nha. Rồi các chú vịt đâu? Ê xà xuống nha. Ê xà xuống xe hay ngồi đó hoài hả? Ê xà xuống xe hay ngồi đó đây? Xuống xe sư phụ ơi. Ê xà có xuống xe. Rồi các chú vịt chuẩn bị nghe. Ê xà xuống xe sư phụ ơi. Đi xuống đó ngoan vậy đó. Đi xa, đi 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 xa, xuống xe đây. Chuẩn bị xe xe đâu rồi? Xe xe con đây sư phụ ơi. Xe xe con ai 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 xe xe xà đừng có dơ, đừng có giấy xe xe kỳ quá à, để cho chị em đồ cho dịch đồ ăn nghe không. Mấy xà đừng có dí xê xê nghe không? Biết không mấy xà? Mấy xà mà dí xê xê là sư phụ trối xà luôn á. Biết không? Xê xê ở đây con ơi. Rồi các chú vịt lại đây. Năm nay các em vịt có xin ê xà nghe không? Biết không? Năm nay các em vịt có xin ê xà. Thôi con, thôi, hôm nay các em dịch có thêm mê xà nữa không? Thôi. Thôi mà. Ok. Con hen, hai chú vịt mỗi năm của tụi con không?
Thấy không? Xe thấy không? Thấy chú vịt dễ thương không? Ở đây tụi con ơi, ở đây ta cho tụi con ăn nè. Ê xà chưa có quen biết không? Ê xà chưa có quen thì ê xà chịu đó đi. Xe đã quen rồi. Nè cho sáng miếng nè. Nè. Sư quen rồi. Sư quen mấy con vịt này rồi sư phụ ơi. Mì cứng nghe, tụi con ăn mấy mì cứng. Mốt ta mua bánh mì mềm cho tụi con ăn nghe. Bây giờ bánh mì ráng bánh mì này đi nghe. Xe đâu rồi? Xe dễ thương của sư phụ đâu rồi? Tôi có đang ăn con mì cứng nghe. Rồi mau mốt ta mua mì hiền cho tụi con ăn hen. Nghe tụi con. Dễ thương quá. Không? Mai cho xe đi thăm bà chủ xe nữa nghe không? Đứng ở đây. Nè bún nè tụi con ơi. Bún đây, bún đây, bún đây, bún đây, đó. Con có mấy con mấy dịch năm rồi chắc nó chết hết rồi quá quý vị ơi, cả năm rồi. Nó chưa có quen đó quý vị, nó chưa chưa có quen. Ê xà thấy không? Thấy không ê xà? CC năm rồi con từng đi cho vịt ăn á CC nhớ không? Nhớ đó sư phụ. Năm nay con đi cho vịt với sư phụ nữa đó sư phụ. Ê xà thì mới năm đầu hà. Ê xà mới có năm đầu hà. CC thấy không con? Ê xà mới có năm đầu à sư phụ. Nó chưa có biết sư phụ. Nó chưa có biết gì hết trơn á. Đừng có đi té nha con. Dễ thương lắm đó. Dễ thương lắm đó mọi người. Rồi, các con vịt lại ăn đi con. Các con vịt lại ăn đi. Ủa, nóng quá, nóng quá. Ăn đi tụi. Ê xà đâu rồi, thấy không? Ăn.
Hẹn gặp. Xe xe thì biết rồi. Xe xe thì biết rồi sư phụ ơi. Cái xà nó chưa biết á sư phụ ơi. Chứ còn xe con thì biết rồi. Ăn đi, ăn đi. Nó chưa có quen quý vị ơi. Nó chưa có quen. Nó chưa có quen. Dục rác. Nó xà nó tưởng nó bỏ nó la sư phụ đi dục rác con ơi. Sư phụ đi dục rác. Nên sư phụ đi dục rác. Rồi. Chưa về đi chơi. Đi kiếm xe coi xe đi chơi đâu rồi. Đi. Kiếm xe coi đi. Xe đâu rồi. Đi giao lưu với mấy con chó kia con đi. Đi chơi vui nhé. Cái kia. Có chó cái con nó kìa. Đồng lõi kìa. Đồng lõi kìa. Thấy chưa? Đồng lõi. Thăm đồng lõi kìa. Trời ơi. Sao ở nhà hăng quá mà sao ra đây nhát vậy? Thấy nó lạ mà sư vui. Thấy nó lạ. Ở nhà thì hăng. Không ngờ cái xà vậy mà cũng nhát nha. Thấy đồng lõi đông quá nhát hả con? Thấy đồng lõi đông quá sư phụ ơi. Sơ sơ đâu rồi? Thấy đông lối đông quá con sợ sư phụ ơi. Thấy không? Tụi con có phước là sư phụ cho mặc áo đâu thấy không con? Sơ sơ đâu? Rồi sư phụ đi về bỏ sơ sơ nghe. Nghe không? Cho ai bắt sơ sơ bắt nghe không? Quê độ. Đó, cái giỏi ăn hiếp. Ăn hiếp bồ nhà không vậy đó. Cái giỏi ăn hiếp bồ nhà không vậy đó. Nó hiếp con sư phụ ơi. Cái ăn hiếp vậy nhà, bồ nhà không vậy không. Đó, đó, đó. Đó, cứ ăn hiếp bồ nhà vậy đó. Hiếp bồ nhà đi. Ăn hiếp con. Ăn hiếp con sư phụ ơi. Ăn hiếp con sư phụ ơi. Nhà anh hiếp con sư phụ ơi. Anh hiếp bồ nhà không vậy đó. Nghe không con? Anh hiếp bồ nhà không vậy đó. Đang hiếp xe ha. Em sạn hiếp xe quá. Cái xà cứ lấy thịt đè người không vậy đó. Bởi vậy sư phụ buồn hết sức cái xà vậy đó. Cái xà cứ hiếp cái xê hoài vậy đó. Hết xê xê. Đó. Cậy đó con. Đó. Hiếp xê xê hoài vậy đó. Sư phụ cột qua rồi. Kỳ quá để cho em chơi gần thầy á. Để cho chị chơi á. Đó. Đó. Giỏi ăn hiếp đi. Đó. Sư phụ cột lại coi. Sơ sơ. Nóng quá. Đó, ê xà mới năm đầu phải không? Ê xà mới đi năm đầu.
Sao mới đi năm đầu mà. Đó, đó, quen lạ gì, CC cũng CC. Kỳ quá CC. Sao con sủa ông vậy? Bỏ đi, cho CC đi đâu, CC đi đi con ha. Sư phụ cưng mình đã xà rồi, hiểu không? CC. CC, đây, vô. Đó, cho nó chạy lại không? Nó quan hộ sợ mắt cái chạy lại cái đó chạy lại go thứ một đi bỏ go đó con đi đi sư phụ đi bỏ cho coi ngang muốn qua bên kia nó chơi đó sợ ơi. Rồi đi, đi, sư phụ đi nè, sai, sư phụ đi nè. Đi, sai. Đi, bỏ sai sai đi. Cái nó quảng hồn nó chạy qua. Đó, bỏ sai sai. Bỏ sai sai cho nó chạy qua, nó kiếm cho e xài ha. Thấy con ha. Bỏ sai sai. Bỏ sai sai. Bỏ sai sai đi. Bỏ sai sai. Theo qua kiếm chơi luôn. Ủa, đâu đây? Thôi bỏ xe xe con đi về về con về về bỏ xe xe cho thằng nuôi con ha. Ừ bỏ xe xe đi dưa xe xe đi sư phụ ơi. Bỏ đi sư phụ bỏ xe xe đi sư phụ bỏ xe xe đi bỏ xe xe bây giờ leo lên xe nha các sư phụ trở về nha bỏ xe xe nha chịu không đi xà chịu liền á sư phụ bỏ xe xe rồi. Sư phụ bỏ thế xe rồi. Sư phụ bỏ rồi. Sư phụ bỏ thế xe rồi. Bỏ xe xe ơi. Xe xe đâu rồi? Về. Bỏ xe xe rồi. Chứ quyết bỏ rồi. Đâu rồi? Bỏ xe xe rồi. Đó. Đâu rồi? Sao em xà? Em xà sao em xà hiếp xe xe? Hả? Cái xà đừng có hiếp xe xe để chị xe xe thoải mái à, à, đó 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 cái đó đèn nhỏ chị đó đó nó đèn nhỏ trời 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 nó quay con quá xe vui nó quay con quá nó quay con quá ha con ha đứng ra đi đứng ra đi đứng ra đi té đứng ra nó quay con quá xe vui nó quay con quá té nghe không. Nhảy xuống té gãy chân á. Nghe không? Về sẽ xe, sư phụ tắm, xe mai, sư phụ cho xe đi thăm bà chủ, nghe không? Thăm một lần thôi nha, chứ sư phụ không có đi hoài, nghe không? Mai cho con đi thăm bà Linda nha. Vô bệnh viện đó sư phụ. Vô bệnh viện thăm bà chủ con nghe không? Nghe không? Rồi. Chuẩn bị đi về.
muốn ở chơi hay đi về? Ừ? Xe muốn ở chơi hay đi về? Té nghe không? Sao? Xe dây xà muốn ở chơi hay về? Ở chơi mà xà quậy thì xe xe quá mà. Không ai chịu nổi mà. Hai con ha. Nó quậy xe xe quá sư phụ ơi. Nó quậy xe xe quá. Nghe không? Cái xe quậy xe xe quá sư phụ ơi. Xe quậy quá phải sao đùm đỡ quậy thì phụ đỡ. Rồi đang hết bánh mì rồi đó, thấy không? Ăn hết rồi đó con thấy không? Cái gì? Con muốn cái gì? Ai biết con quậy làm chi? Hả? Ai biết con quậy? Thấy con đừng có quậy thì sư phụ cho lại chơi rồi. Chơi. Chơi nè. Nghe không? Ngon. Dạ, rụng tóc rồi sư phụ. Dạ rồi. Xe bây giờ già rồi. Xe rụng tóc rồi sư phụ ơi. Xe già rồi. Xe rụng tóc hết trơn rồi. Thằng ấy xà thì còn trẻ cho nên xà quậy quá sư phụ ơi. Ông mệt đi xà quá sư phụ ơi. Thấy không? Xe than đó. Ê xà thấy không? Xe than đó. Thằng ấy xà quậy quá cho xe bực mình đó. Thấy không? Đó, giờ còn cả nanh vậy đó. Cả nanh vậy đó. Thấy không? Hai con mà cả nanh vậy đó. Sư phụ coi đó. Kệ đi con. Kệ cho nó hôn đi con. Cho ấy xà nó liếm đi. Trời, cứ quậy chị xe hoài vậy là chị xe bực mình. Thôi. Coi cho thầy trò mình đi về nha. Bây giờ đi về được chưa? Đó, coi đó, coi đó. Bây giờ đi về ạ. Thầy trò mình đi về. Đi về. Đi về. Ngồi. Cái xà quẩy quá sư phụ cho đi về nè. Rồi chuẩn bị leo lên xe nè. Leo lên nè. Ui. Lên đi về. Rồi. Bây giờ sơ chịu khó vô hộp nha. Đây con chịu khó vô hộp ha. Rồi. Sơ vô hộp đi. Rồi đó, vô đó, vô đó, vô đó. Xe leo lên. Leo lên xe. Không, không. Ô, mình đã biết sủa trời.
Nay em xả biết sủa ơi. Nhà cho em xả ra công viên em xả sủa luôn đó. Ừ vậy đó, sư phụ chịu sủa vậy đó. Đó lần đầu tiên nghe xà sủa rồi đó. Sủa đi, sủa đi con, sủa đi đó, sủa là sư phụ chịu đó con, sủa đi sủa đó đó. Ừ biết quen biết lạ sủa vậy. Được rồi được rồi được rồi đó, sư phụ chịu rồi. Ừ cứ sủa vậy nghe con. Rồi nay sẽ em xà đi ra công viên cái xà biết sủa luôn rồi. Ơi, sao biết sủa sư phụ. Thôi đi về là để chị xe ngộp kìa. Chị xe trong trong hộp đây, xe kêu ông trùm kìa. Thấy không? Ừ, chờ một chút đi xe ơi. Con chờ sư phụ xếp kia. Xếp đào chờ một chút, chờ một chút. Chờ một chút nha. Con chờ một chút nha. Chờ một chút, chờ một chút. Chờ một chút. Ê xà, con quậy quá đi.